Ngay sau khi Ủy ban Nhân dân phường 3 họp dân thông báo về chủ trương thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường Nguyễn Du, gia đình ông Võ Thình là một trong những hộ dân tiên phong đi đầu trong việc tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường. Theo đó, gia đình ông Võ Thình đã tự nguyện phá bỏ tường rào, rời vào hơn 1 mét để mở rộng lòng lề đường Nguyễn Du. Thực hiện chủ trương của Ủy ban dân thị xã về việc nâng cấp và mở rộng tuyến đường Nguyễn Du, thì trong thời gian qua là Ủy ban dân phường đã triển khai vận động các hộ gia đình giao trả mặt bằng. Thì nhìn chung tất cả các hộ gia đình tuyến đường Nguyễn Du nói chung và hộ gia đình chúng tôi nói riêng, mặc dù không được đền bù một kinh phí nào để cho cái việc đền bù, và các gia đình ở trên tuyến đường Nguyễn Du nói chung và hộ gia đình chúng tôi nói riêng đã tự cống hiến giải phóng mặt bằng và giao trả lại mặt bằng cho Ủy ban dân phường cũng như đơn vị thi công để sớm hoàn thành cái triển khai dự án con đường này. Tuyến đường Nguyễn Du thuộc khu phố 8, phường 3, thị xã Quảng Trị có chiều dài gần 430 m. Do được đầu tư xây dựng đã lâu nên hiện nay tuyến đường này đã hư hỏng, xuống cấp, lòng đường hẹp, lề đường bằng đất gây mất an toàn giao thông và khó khăn cho việc đi lại của người dân. Trước thực trạng đó, Ủy ban Nhân dân thị xã đã đồng ý chủ trương thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Du với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hơn 1,1 tỷ đồng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công công trình, các hộ dân sống dọc tuyến đường Nguyễn Du đã đồng thuận chủ trương tự nguyện giải phóng mặt bằng. Theo đó, hơn 20 hộ dân trong diện phải giải phóng mặt bằng đã tự nguyện phá dỡ các công trình tường rào, hiến đất, hiến cây để phục vụ cho việc nâng cấp, mở rộng đường. Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thị xã, hiện nay là Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể phường đã tiến hành tổ chức 2 phiên họp dân, đồng thời là chỉ đạo khu phố là tổ chức vận động trong nhân dân thực hiện chủ trương tự giải phóng mặt bằng, và thời gian hoàn thành tự giải phóng mặt bằng là quy định là trước 30 tháng 11, và cũng thực hiện chủ trương này thì đến nay là các hộ dân trên địa bàn đã hưởng ứng và đồng tình cao về chủ trương của nhà nước và đã chấp hành cái việc giải phóng mặt bằng đúng thời gian quy định, và thứ dự kiến là sẽ tổ chức thi công công trình hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Chính sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của người dân khu phố 8, phường 3, thị xã Quảng Trị đã góp phần cùng với địa phương từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt đô thị, xây dựng thị xã Quảng Trị ngày càng văn minh, phát triển.